Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân. Năm 1975, Language Link International đặt dấu chân đầu tiên của mình tại London, Anh Quốc. Với niềm tin, tiếng Anh là một tấm vé mở cửa ra thế giới. Sứ mệnh của Language Link là mang tới một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh trên toàn thế giới. Sau 42 năm, bước chân đó đã mang tiếng Anh quốc tế tới 120 ngôi trường trên 5 quốc gia, bao gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Uzbekistan và Việt Nam. Đại gia đình Language Link bao gồm hàng trăm ngàn học sinh và giáo viên trên toàn thế giới. Những cống hiến tích cực đó đã được Hiệp hội các trường đào tạo ngôn ngữ tại Anh công nhận là tổ chức đào tạo có chất lượng dịch vụ tốt nhất tại Anh. Và Language Link lại tiếp tục sáng tạo hành trình của mình tại Việt Nam. Hà Nội là nơi điểm dấu bước chân đầu tiên.